Hi, xin chào mọi người. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây, sau lưng mình là một hồ cá coi riêng biệt, chỉ có một con thôi nha mọi người. Đây, có một chú cá coi Nhật đã mang bầu rất là to nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cái chú này cho mọi người xem nha. Đây nè nghe mọi người. Đây, quả trời. Cá này là cá coi Nhật nè. Thả chung bài nữa, bây giờ nó đang có bầu, bụng quá to nha mọi người. Có bầu bây giờ tách cái hồ riêng cho ở mình luôn nè. Đây là hồ riêng một mình đó, bụng to lắm mọi người, không biết nó đẻ ra thế nào nên mình quay cho mọi người xem. Mai mốt nó đẻ thì khi nào mà sinh sản thì mình sẽ quay lên cho mọi người xem nha, xem nó thế nào. Quá quá to luôn. Lớn lắm nghe mọi người. Cá này quá trời luôn. Đó. Người xem bụng nó quá trời bụng luôn nè nghe mọi người. Ồ. Ồ. Cá này là nó vẫn đẻ trứng bình thường nha mọi người. Ồ, quá trời cái bụng nè. Ồ. Ồ. Mình xác lên cho mọi người xem. Quá trời. Sắp đẻ nha, sắp đẻ nha mọi người. Không biết khi nào mới đẻ. Mai mốt có đẻ mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là cá coi Nhật nha. Về thả chung lại giờ nay nó lớn quá thì cho nên nó có bầu luôn. Wow, hết hồn luôn đấy mọi người. Ôi ôi. Cái này là khoảng 60 mấy luôn mọi người. 60 mấy xăng luôn đó. 3 găng tay. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Video lần sau nếu mà cá có sinh sản thì mình sẽ cập nhật quay lên cho mọi người cùng xem giải trí nha. Nếu mà mọi người ai thích những dòng cá coi thì có thể liên hệ công ty. Trang web mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Mọi người ai yêu thích thì có thể vào xem để ủng hộ trang trại nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.